Rồi, hello, xin chào với tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube bên cửa hàng Tuấn Moto. Hôm nay thì bên mình sẽ review cho anh em xem một xe mới vừa về từ cửa hàng luôn. Xe khá là đẹp anh em. Đó, con này là Honda Master 2 125cc màu đỏ nha. Xe này là riêng nguyên con. Đó, nhông sinh đĩa còn khá là mới luôn. Vỏ trước, vỏ sau, vỏ không rụt, nó trong gai rất là tốt luôn. Con này boring nha, cản rồi, đèn xi nhan về rồi rất là mới này. Không có bị trầy cũ bể gì hết, nó trong xe khá là đẹp luôn. Mình có trang bị cho anh em một cái túi da bình xăng luôn nè, cây gắn cờ luôn. Đó, túi da bình xăng, cây gắn cờ luôn, cản chống đổ luôn, đầy đủ cho anh em mình luôn. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi nha. Đặc biệt con này có là máy nó ring. Máy con này là chưa làm gì hết cho anh em. Máy con này là chưa làm gì hết, rất là đẹp luôn. Đó, máy cực kỳ êm, bình đề là kèn đèn đầy đủ anh em. Anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi. Ốc tán con này em thấy là vẫn còn mới ha, bảy màu, nói chung là khá là đẹp luôn. Nói chung là con xe này anh em về đi đi thôi. Ô đô của nó chạy 19.000, gần 20.000, 20.000 cây anh em. Yên rồi, đẹp, không rách rới gì hết nè. Nước sơn nói chung là không có té ngã trầy bể gì hết. Bánh mâm còn đẹp luôn, nhông sinh đĩa còn mới luôn anh em. Chất lượng, mấy dòng này là Honda nên thành ra anh em sử dụng mấy con này rất là ok luôn. Đặc biệt mấy con này bên mình bán ra mấy con này là bên mình có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình thay thế luôn. Phụ tùng mấy con này thì bên mình có bán đầy đủ luôn, anh em yên tâm. Đây, mấy con này mà anh em mua về anh em đi là tuyệt vời luôn nè. Khi nữa em sẽ chạy thử cho anh em xem con xe này luôn. Em sẽ test tiếng máy rồi chạy thử nó trong các kiểu cho anh em mình luôn. Để anh em có nhảy muốn mua thì liên lạc cho mình. Số điện thoại như thường lệ là 0369669659 nha. Hoặc anh em mình trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe luôn. Đây, phục rồi nhúng em. Nó trong thắng thiết rồi, côn rất là nhẹ luôn. Đồng hồ có đồng hồ tô mái nè, đồng hồ bố số nè, đồng hồ km nè, rồi xi nhan rồi, nói chung là báo đầy đủ hết cho anh em mình luôn. Đó, con này là Honda Master 2 125cc. Con này thì hiện tại bên cửa hàng mình xe ring mà đẹp như vậy nha. Thì bên mình bán ra 32 triệu anh em là xe ring và đẹp như vậy luôn. Là giá này là bên mình bao ship cho anh em tận nơi luôn. Anh em ở xa ngờ Bắc nè, anh em Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, nói chung là Phan Thiết rồi. Tây Ninh, Bình Dương, rồi Long Khánh, rồi cũng các tỉnh miền Tây là bên mình bao ship hết nha. Giá này là bên mình bao ship cho anh em luôn. Nếu như anh em ở xa, anh em không lên được địa chỉ cửa hàng mua, thì bên mình giá này là bên mình bao ship tận nơi cho anh em mình luôn. Anh em nhận xe, anh em không tốn một đồng tiền ship nào hết. Đó, anh em mình để ý nha. Và con này là xe ring nha, xe ring nha, máy rất là êm anh em. Đó, anh em mua về, anh em chỉ việc đi thôi, không cần làm thêm cái gì nha. Đó, anh em máy nè, nổ rất là êm, nói chung nó nổ như Camry anh em, máy không nghe một cái tiếng gì luôn, rất là êm. Mà nhẹ, chạy rất là nhẹ luôn. Xíu nữa em sẽ chạy thử cho anh em mình xem. Đó, anh em xem video mà anh em nào chưa đăng ký kênh bên cửa hàng mình thì anh em bấm đăng ký kênh ha, để theo dõi cập nhật những video sau bên cửa hàng mình đăng lên. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ mình một like và một lượt chia sẻ nha anh em. Anh em nhớ xem hết video, em sẽ chạy thử test tiếng máy rồi các kiểu cho anh em mình xem luôn. Đó, anh em nào có nhảy muốn mua thì liên lạc nha, để em chạy thử cho anh em xem con xe này một vòng. Đó, anh em nào có cần thì liên lạc cho bên mình. Đây, trước khi thử thì em sẽ nhá sơ một vòng rồi em sẽ chạy thử cho anh em. Đây. Con này thì có gắn cây gắn cờ luôn, cản chống đổ luôn, đầy đủ hết. Này, trời hơi nắng ha, em quay nó hơi mờ mờ tí ha, anh em mình thông cảm. Con này có trang bị túi da nè, bình xăng luôn. Dạ, nói chung nước sơn con này quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn anh em. Anh em nhìn, rất là đẹp nha, máy Honda. Anh em nhìn, cực kỳ ok luôn, có cây gắn cờ phía trước luôn. Mỗi con xe có mỗi đặc điểm riêng, con này thì có túi da bình xăng luôn. Em nhìn ha, xe này khá là đẹp, đồ xi của nó khá là bóng nha, bóng mà đẹp anh em. Logo rồi Honda này, cây gắn cờ đầy đủ hết, đầy đủ hết. Ốc tán vẫn còn bảy màu đó, nên là khá là ok nha. Đây, nhông sinh đĩa còn khá là mới luôn. Em nhìn vời, để em chạy thử một vòng cho anh em mình xem chiếc xe này đi, rồi em sẽ quay từng chi tiết con xe cho anh em xem nha. Rồi, ok anh em nha, để em chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Con này thì anh em 1m50, 1m55 là anh em mình đợi vô tư nha. Vì nhiều quá cái chỗ quay được nè, nhiều chỗ người ta để xe nó chặt, mình không thể quay được. Hôm nay thì nó trống nè, mình sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Con này thì kèn đèn xi nhan đồ đầy đủ hết nè, mọi chức năng trên xe là vẫn hoạt động bình thường hết như xe mới nè. Trên này anh em trả số bao nhiêu nó báo cho mình số bấy nhiêu.
đây là tua máy, đây là km đầy đủ hết. Con này máy chạy êm này, rất là nhẹ, chạy nhẹ lắm. Đây, anh em chạy mấy con này khá là nhẹ luôn. Đó, lên ga rồi nó rất là nhẹ, côn rồi nó trong thắng rồi nó rất là chuẩn. Con này khá là lợi xăng, xăng của nó thì anh em chạy tầm 45 cho đến 50 cây số một lít xăng. Nếu như anh em nó quen có thể là chạy nó sẽ hơn nữa nè. À, còn ở giá thị trường nhiều anh em chạy thì nó tầm 45 cho đến 50 cây số một lít xăng, rất là lợi. Vì mấy dòng này Honda mà đặc biệt cái là bên mình là chuyên máy sharing nên thành ra nó chất lượng. À, chứ còn mà xe mà máy độ máy chế rồi này kia, xe độ xe chế rồi này kia nó thì anh em mình không có bán nha. Mình chỉ bán sharing thôi, bán sharing thôi anh em. Tư thế này thì nhiều anh em sử dụng được không? Nhiều anh em có thể chạy sử dụng được luôn. Rất là chuẩn. À, anh em đi số bao nhiêu nó báo cho mình số bao nhiêu đây này hết, nó chọn rất là ok luôn. Anh em đi số 1 nó sẽ báo số 1 đầy đủ hết, và giá của nó là 32 triệu là bao ship nha. Đó, 32 triệu là bao ship. Rồi đây em sẽ quay sơ một vòng cho anh em mình xem. Anh em nào mua thì liên lạc nha, số điện thoại là 0369669659 nha. Đây, phần trước nè, có cây gắn cờ luôn, đầy đủ hết. Đó, người gắn cờ đầy đủ luôn. Bên mầm, vỏ nè, còn rất là ken anh em. Đó là cây gắn cờ, đèn, logo đồ, nói chung là tuyệt vời. Này, nói chung là đèn rồi logo rồi này, nhìn này, còn ring hết, cản chống đổ rồi đầy đủ hết, tem nước sơn ring, nó túi da thì bên mình gắn túi da mới luôn, túi da mình sơn mới luôn. Máy nè, máy này là máy chưa mở nha, máy chưa mở nha anh em. À, đây mà để ha, máy bình xăng nè, bên mình kiểm tra rất là kỹ, bình xăng ring hết, IC ring, sạc ring hết, đường dây điện rồi ring hết anh em. Đây, quay ra anh em mà xem dòng Honda. À, Honda thì dòng này thì bên mình có bán phụ tùng xe đầy đủ hết, đó cho anh em mình thay thế luôn. Đó, anh em cần mua phụ tùng thì bên mình có bán đầy đủ phụ tùng cho anh em mình thay thế hết cho anh em. Đó, nên anh em nào có cần mua thì anh em liên lạc cho bên mình nha. À, nên nhìn ốc tán này đẩy màu luôn, còn khá là mới luôn, nhìn rất là đẹp. Honda đó, nước sơn phục rồi nhúng rất là êm, yên nè, rất là đẹp, sạch sẽ, không có lủng lưới róc riết gì hết nha. Nhìn dè sao cũng vậy, đèn xi nhan cũng vậy, rất là sáng. Đó, đèn ốc tán anh em nhìn bãi màu nó rất là mới. Đây, phần trước này đèn phần đĩa này, nói chung có chi tiết xe là vẫn còn ring hết. Phần sau quay phần sau cho anh em xem nè, đèn đúc xi nhan rồi, nước sơn nè, nhâm trên đĩa mới ken. Vỏ này cực kỳ ok, vỏ này là vỏ không rụt nha, vỏ không rụt nha anh em. Đó, sâu để chân nhìn gọn gàng sạch sẽ. Đây, tem ring của nó, tem ring của nó nước sơn ring bóng. Đó, tem ring cần số của nó thì hai chiều dặm phía trước, cần số của nó thì rất là dễ chạy nè, mấy dòng này số dễ chạy lắm, một trước 2, 3, 4, 5 là anh em dặm phía trước luôn, rồi khi nào anh em về số anh em dặm phía sau, hoặc anh em móc lên nó sẽ về số rất là tiện lợi luôn. Mấy dòng này hộp số của nó rất là dễ chạy, nhiều anh em mới tập chơi ha, anh em mới tập chơi anh em vẫn sử dụng ok luôn. Đó, sử dụng ok luôn. Máy của nó này thì có đầu lồng hơi luôn. À, hơi anh em. À, mấy dòng này thì anh em chạy số bao nhiêu nó báo cho mình số bao nhiêu hết nha, báo cho mình số bao nhiêu hết nha. Anh em chạy số bao nhiêu nó báo cho mình số bao nhiêu hết. Tô má nó vẫn lên, anh em tô má lên không, rồi km thì anh em chạy nó mới lên nha. 32 triệu á, 32 triệu, anh em nào mua thì liên lạc nha. Anh em đi số bao nhiêu nó báo cho mình bấy nhiêu hết. Này, này. Này, một nè, hai, ba, 4,
nằm hết số xem. Về số thì anh em móc lên lại thôi. 4 này. 3 nha. 2 1 phần màu. Đó, mở sang trên nha. Rồi. Kèn đèn xi nhan đồ đầy đủ hết. 32 triệu, giá là bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Xe này là quá ken luôn em, quá đẹp luôn. Đó, anh em lớn lớn tuổi anh em mua mấy dòng này anh em về đi chơi đi phượt rất là ok luôn. Đó, đi chơi đi phượt rất là ok luôn nha. Chất lượng, đồ bền cao. Xe này là phù hợp cho nhiều anh em sử dụng luôn, tiết kiệm xăng, rất là lợi xăng. Rất là lợi xăng nha anh em. Bộ số 20407. Đó, xe này thì khá là tuyệt vời. Số điện thoại bên em là có Zalo luôn. Anh em ở xa mà anh em không lên được địa chỉ cửa hàng mua thì anh em có gì kết bạn qua Zalo, số điện thoại em sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em xem. Nếu như anh em cảm thấy ok chốt thì mình sẽ ship xe tận nơi cho anh em mình nha. Con này rất là mới nha anh em, khá là mới và tinh luôn. Có cây gắn cờ rồi đầy đủ, túi da bình xăng rồi, lắp máy luôn, nhìn rất là mới. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em mình video sau. Sẽ tiếp tục review, giới thiệu nhiều xe cho anh em mình xem hơn. Video này mình sẽ ngưng. Hẹn gặp lại anh em video sau.